Hôm nay tôi lại tiếp tục có dịp đi ăn bún ốc tại thành phố Hải Phòng. Bún ốc này rất là đơn giản, không có một cái gì là cầu kỳ cả. Các bạn theo dõi trên màn hình là một bát ốc. Đây là ốc, toàn bộ đây là ốc bươu xào với lại quả chuối và đồng thời như vậy là măng, ớt, chua cay, cộng với lại một chút thịt ba chỉ của lóc nữa thì thành một bát ốc rất là ngon và thú vị. Đây các bạn theo dõi, đây đây là một bát ốc này đấy, rất là nhiều ốc đấy, các bạn nhìn chưa, rất là nhiều ốc. Gia giảm xào với ốc này là gồm có măng là một, ớt là hai, chuối là ba, lá lốt là bốn, với lại mẻ, với lại lá tía tô. Các bạn, đây là một món bún ốc rất là thú vị và ngon. Đây là món ăn đặc sản của thành phố Hải Phòng. Đây các bạn đã theo dõi nhá, là như vậy là bát ốc xào. Đấy, tiếp theo là một túi bún. Đấy. Và đồng thời một bát mắm cay có tỏi và ớt. Đây là một món ăn vỉa hè tại thành phố Hải Phòng cực kỳ là ngon luôn, mà hầu như là chưa đâu có. Đấy, ở đây bún ốc này nó khác với lại bún ốc ở nơi khác, cái là nó không có nước mà nó rất là khô. Ta ăn kèm với lại bún như thế này. Đấy, ốc và bún như thế này, chứ không phải một bát bún ốc mà tràn đầy nước vào như ở ngoài quán người ta bán buổi sáng. Còn đây là bún ốc rất là thú vị và ngon. Đây là một món ăn đặc sản của thành phố Hải Phòng. Đây là quán bún bốc mẹt tại thành phố Hải Phòng, rất là ngon và thú vị. Và tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.